AI xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là tối ngày 14 tháng 10 năm 2022 tiếp tục với con thuyền lịch sử của chúng ta là các doanh nhân đất Việt. Thì hôm nay Chung sẽ chia sẻ về một người rất nổi tiếng thời kỳ nhà Lý đó chính là Tô Hiến Thành. Tô Hiến Thành chính là quan phụ chính nhà Lý phụ sự hai triều vua Lý Anh Tông và Lý Cao Tông. Ông là viên quan văn võ song toàn nổi tiếng và công minh chính trực. Tô Hiến Thành sinh ngày 11 tháng 2 năm 1102, mất ngày 17 tháng 7 năm 1179, quê nàng Hạ Mỗ, nay là xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội, là quan đại thần phụ chính nhà Lý, phụ sự hai triều vua Lý Anh Tông và Lý Cao Tông. Ông là viên quan văn võ song toàn nổi tiếng là công minh chính trực, được vua phong tước vương mặc dù không phải là tôn thất nhà Lý. Trong chính sử Tô Hiến Thành được đề cập lần đầu tiên với vai trò của ông trong việc bình định nổi loạn thân lợi. Năm 1140, thân lợi tự xưng là con trai Lý Nhân Tông và nổi loạn chống vua Lý Anh Tông ở khu vực phía Bắc nay là Thái Nguyên. Quân của thân lợi cuối cùng đã bị quân nhà Lý do Đỗ Anh Vũ chỉ huy đánh tan. Thân lợi bị Tô Hiến Thành bắt và bị chém đầu theo lệnh của Lý Anh Tông cuối tháng 10 năm 1141, chính Tô Hiến Thành đã khuyên nhà vua tha cho các thành viên tham gia nổi loạn để tỏ lòng nhân ái đối với dân chúng. Sự nghiệp làm tướng võ của Tô Hiến Thành chủ yếu dưới thời trị vì của vua Lý Anh Tông, tiếp nối gương của Thái úy Lý Thường Kiệt, Thái úy Tô Hiến Thành cũng đã cùng vua Lý Anh Tông đi dẹp loạn các nơi, mở mang bờ cõi thêm về phía Tây Bắc. Sự nghiệp võ công của ông chống chân lạp xâm lược, chinh phạt chiêm thành, làm cho vị thế của quốc gia Đại Việt dưới thời Lý Anh Tông trở nên lớn mạnh. Với các nước lân bang và với nhà Tống, buộc nhà Tống phải công nhận Đại Việt vào năm 1164. Sự nghiệp làm quan văn của ông cũng hiển hách không kém, nhưng phần lớn công lao lại tập trung ở giai đoạn cuối đời khi ông trở thành đại thần phụ chính Tài Lăng và Đức Độ cuối cùng của nhà Lý. Ở giai đoạn trước đó, công lao lớn nhất của ông là việc tổ chức khai hoang nấn biển. Các vùng ven biển thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa và Hà Tĩnh ngày nay, đặc biệt với vùng đất ven biển Hải Dương, nay là Vĩnh Bảo Hải Phòng cuối đời. Ông đã làm đến chức nhập nội kiểm hiệu Thái Phó Bình Trương Quốc Trọng Sự, Tể Tướng. Khi vua Lý Anh Tông băng hà tháng 7 năm 1175, Hoàng Tử Trưởng là Lý Long Xưởng hư hỏng, vua có di chiếu lập hoàng tử Lý Long Cán mới 3 tuổi nên ngôi tức vua Lý Cao Tông đã giao cho ông làm phụ chính. Hoàng hậu mẹ Lý Long Sưởng đem mâm vàng đến hối độ. Mong ông đổi di chiếu đưa Long Sưởng lên ngôi nhưng ông kiên quyết từ chối và làm theo sự ủy thác của tiên đế. Nhưng do tuổi già sức yếu mà thời gian phò trợ ấu chúa của ông không được là bao. Năm 1179 khi vua mới 6 tuổi thì ông ốm nặng và mất trước khi mất ông tiến cử trần trung tá người có thực tài thay mình phụ chính nhà vua mà nhất quyết không tiến cử vũ tán đường người hầu cận bên mình mặc dù người đương thời bí tô hiến thành như gia cát lượng thời tam quốc bên trung quốc triều đình sau đó đã không nghe theo lời ông cho trần trung tá làm thái phó phụ chính cho vua dẫn đến sau này vua cao tông không được dạy bảo điều hành chính sự mà chỉ no ăn chơi nhà lý đi vào suy vọng Về Tô Hiến Thành được thờ ở nhiều nơi tại miền Bắc như tại các di tích đền Thánh Tô, đình Trùng Hạ, đình Vân Thị, đình Trùng Thượng, huyện Gia Viễn, uh, Ninh Bình, đền Đồng, đền Đông thuộc Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Miếu Mây thuộc xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Tiếng ở Thanh Hóa, trước đây có 72 đền thờ Tô Hiến Thành, trong đó có một số thờ tại làng Cẩm Đới thuộc tổng Trung Bạn, huyện Tống Sơn, phủ Hà Trung. Tên ông hiện nay được đặt cho các con đường phố và trường học ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang và một số thành phố khác ở trên cả nước. Thì uh, khi mà uh, các bạn đến đường Tô Hiến Thành thì uh, có thể uh, nhớ đến đây chính là một uh, đại thần phụ chính uh, cuối cùng của thời nhà Lý. Ông đã phụng sự cho hai triều vua đó chính là Lý Anh Tông và Lý Cao Tông. Ông nổi tiếng là một vị quan văn võ song toàn cũng như là người túc trí đa mưu và rất là liêm khiết. Khi mà ông đã nhận ủy thác của tiên đế phò tá cho uh, Âu chúa lúc đó là Lý Cao Tông với có 3 tuổi thì uh, mẹ của của hoàng tử đã dùng một mâm vàng để mà mua chuộc ông để mà có thể là 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 truyền ngôi nhưng mà ông đã nhất định không không nghe. Thì khi mà vua Lý Anh Tông băng hà vào năm 1170 năm thì hoàng tử trưởng là lý long sưởng thì hư học. chính vì vậy mà vua đã đập di chiếu uh, cho hoàng tử lý long cán mới 3 tuổi nên nối ngôi tức là vua Lý cao tông sau này và giao cho ông làm phụ chính thì uh, hoàng hậu uh, mẹ lý long sưởng đã đem một mâm vàng đến hối lộ ông mong ông đổi di chiếu đưa long sưởng lên ngôi nhưng ông kiên quyết từ chối và làm theo sự ủy thác của tiên đế thì để nói được cái sự gọi là uh, niêm khiết chính trực của ông, một lòng phò tá cho nhà lý. Mặc dù ông không phải là tôn thất nhà lý nhưng ông đã được là phong là vương và ông đang được đề thờ ở rất là nhiều các nơi ở các cái thành phố ở Việt Nam và đặc biệt là những nơi gắn với lại tên tuổi của ông như là ở Vĩnh Bảo Hải Phòng, hay là ở Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh là nơi mà ông đã có công khai hoàng uh, lập hóa ở những cái vùng đất này. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.